Rồi, ngồi vào ghế này chị. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra nha. Rồi, chào anh ạ. Bây giờ anh sẽ giới thiệu to rõ để cho người bên đây có thể nghe được những thông tin của anh. À, anh tên là gì ạ? Trước tiên tôi xin chào MC Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Tôi tên là Lê Minh Chí, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang ở quận 12. Nghề nghiệp hiện tại là cho thuê nhà với kinh doanh tại nhà. Trời ơi, đã vậy, cho thuê nhà nữa hả? Rồi gì nữa, anh nói cho thuê nhà chứ làm gì nữa? Ở nhà thì kinh doanh tại nhà luôn, mấy cái lớp xe á. Lớp xe, xe hơi hay xe Honda? Xe hơi, xe các loại luôn. Dạ, anh bao nhiêu tuổi? Sinh năm 1973. 1973 là tuổi Sửu hả anh? Tuổi Sửu, quý Sửu. Dạ, rồi mời chị giới thiệu ạ. Chào Cát Tường, chào anh Trí. Em tên là Âu Thị Trân Phụng, nguyên quán, sinh ở Cà Mau. Dạ. Hộ khẩu quận 9, sống trọ ở quận Bình Thạnh và làm việc ở quận 11. Cát Tường, trời ơi, sao nó nhiều quá vậy? Nó tùm lum quận hết vậy. Hết thành phố này mình ở mới 4 quận thôi. Mới 3 quận hả? Mà sao hộ khẩu ở một quận mà ở một quận là sao? Từ ở trên quận 9 xuống làm quận 11. Quá xa. Bây giờ ở 11 đi nổi. Đang làm ở quận 11 và ở trọ quận Bình Thạnh. Hộ khẩu ở quận 9. Ở Cà Mau. Sao không ở trọ gần chỗ làm luôn mà ở trọ quận khác cái chỗ làm nữa? Kể đi xa xa cho nó vô kẹt xe một chút xíu. Chứ ở luôn quận 9 luôn, đi lên trên chỗ làm luôn, cần gì mà 10 giờ đêm thì bị chặn xe, lấy đồ nên không dám đi nữa. Rõ quận 9 là nhà ai dưới đó? Nhà anh hai. Là vô hộ khẩu nhà anh hai. Đúng rồi. Rồi bây giờ lên đây ở trọ là ở một mình? Ở một mình. Mình sinh năm bao nhiêu chị? Mình sinh năm 73. 73, ủa là bằng anh này luôn. Hai người bằng tuổi nhau. Trời, mà nhìn chị trẻ. Cảm ơn Cát Tường. Dạ, Cát Tường cũng quá trẻ. Dạ, cảm ơn chị. Công việc của chị là công việc gì? Mình làm điều dưỡng thẩm mỹ viện quốc tế Việt Hàn. Sao anh? Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh thì không bê rượu, làm được công việc được trong nhà. Dạ. Biết nấu cơm, nấu ăn trong gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Trời, giỏi dữ vậy. Anh đang sống với ai trong nhà? Ở nhà hiện tại là sống có một mình thôi. Anh ơi, anh có hút thuốc lá không anh? Cũng có em. Một ngày cỡ chừng 10 điếu đến 20 điếu. Trời ơi, cũng nhiều dữ, 20 điếu là một gói rồi. Anh có thể nào mà cai được ít hơn nữa không? Thì nếu mà có bạn gái thì anh sẽ giảm dần dần lại. Giảm luôn được không anh? Giảm luôn thì cũng phụ thuộc vào yếu tố bên thái nữ nữa. Có động lực thì mình bỏ được. Tại vì em rất là sợ cái mùi thuốc lá. Cái đó là sức khỏe, mình tiết chế lại từ từ anh ha. Rồi có anh có khuyết điểm gì nữa không anh? Khuyết điểm này, nhiều khi hay quên, hay ngủ, không cần ăn uống gì luôn. Không biết cái đó là khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa. Không, cái là ngủ, mà làm công việc xong là ngủ chứ không quên ăn đỡ tốn tiền anh. Nói chung là thích ngủ. Thích ngủ quá. Rồi. Mấy ông này ông nhiều khi bằng gái trên ấy, ông này ông ngủ không chịu làm việc nhà, nhiều khi làm bữa nay hết. Công việc hôm nay là ngày mai là hết việc. Không, ta không sợ anh ngủ không làm việc nhà đâu. Ta sợ ngủ anh không làm chuyện kia. Ghê. Lên chưa chơi anh ngủ mất tiêu rồi. Anh phải siêng năng lên làm việc chứ anh ngủ. Nếu mà không có chuyện kia thì ăn thua cũng phụ thuộc vào bên nữ tác động mới được. Trời ơi, mình đàn ông phải chủ động chứ. Cái gì cũng bên nữ tác động hết vậy anh. Cũng phải hai người kết hợp mới được. Nhưng mà mình đàn ông mình phải chủ động. Mình phải tâm sự, phải trò chuyện, dành thời gian chăm sóc bạn gái. Nhanh nha, chứ ngủ hoài sao được anh ơi. Cả đời để ngủ sao anh? Ngủ mấy chục năm nay rồi. Đúng giờ mới rồi, thức bây giờ phải thức chứ nha. Thức mới có vợ được nha. Rồi, bên đây sao ạ? Nào, điểm mạnh, điểm yếu của chị? Điểm mạnh thì rất là hòa đồng, dễ hòa đồng, vui vẻ. Rồi còn điểm yếu thì khi đã buồn ngủ rồi thì không thể suy nghĩ được chuyện gì để mà giải quyết. Cũng ngủ nữa hả? Đừng nói hơi nhiều và là sống nội tâm. Mà sao tự nhiên hai người là coi như bên đây cũng là thích ngủ? Không sao. Sao nó hợp nhau dữ vậy ta? Ngủ để nước da nó được đẹp hơn. Ngủ nước da để đẹp hơn. Đúng rồi. Mình phải thức đi chơi ra đường người ta mới gặp mình, ta mới thấy nước da mình đẹp chứ. Nên rồi mình ngủ suốt ai thấy mình đẹp. Ngủ hoài nên nó ế tới giờ này đó. Có nhờ tới chương trình. Bây giờ cả đời ngủ rồi, bên nay cũng phải thức dậy luôn nha. Đúng rồi. Hai anh chị thức dậy giùm em cái nha, đừng ngủ nữa nha. Trời ơi, đang ghi hình chỉ buồn ngủ chứ ngủ liền luôn. Đang ghi hình buồn ngủ hả chị? Không ngủ đâu, nói vậy thôi. Đặc biệt mà ăn trưa xong cái thường thường ăn tao nói căng da bụng trùng da mắt, ăn cái ngủ luôn chết luôn à. Không sao chắc không có đâu. Tình trường của anh sao? Tình trường thì có một mối tình năm 30 tuổi, kéo dài cũng gần 3 năm. Thì lý do chia tay là lý do là gia đình bạn gái không đồng ý. Lý do sao tao không đồng ý? Theo cảm nhận của tôi mà quen bạn gái á, thì gia đình nó là người Hoa,
Người Hoa người ta nói tiếng Hoa. Tôi là người Việt, nhiều không khi hiểu. Không có thiện cảm gì mấy. Đúng rồi, mình vô mình nói chuyện nhiều khi nói tiếng Hoa không mà mình đâu có học đâu mà biết. Lúc đầu thì hai người rất là thấm thiết, mà càng ngày sau biết có tác động gia đình sao, tại vì không biết ở trong gia đình như thế nào, tác động sao mà bạn gái càng ngày càng lạc. Chia tay luôn. Chia tay luôn. 3 năm trời ha. 3 năm. Nhưng mà hồi đó mới có 30 hả? Còn mười mấy năm nay tại sao cũng không kiếm được ai? Thua keo này ta bài keo khác chứ để lâu dữ vậy? Mười mấy năm nay thì đa số thì lo công việc. Tại vì cái đầu tiên thất vọng quá, không có tin tưởng vào cái tình cảm với nhau nữa. Thứ hai là môi trường làm việc cũng nam không à. Thứ ba thì cái thời gian nó không có nhiều, đi làm về cái ngủ. Mệt ngủ nữa, bởi vậy coi như mười mấy năm nay là lo đi làm. Đi làm cũng là ngủ thôi. Mình về ngủ thôi. Cũng nhờ vậy mà mới cũng có được quen ngay. Ở ngoài chút người này kia giới thiệu chỉ uống cà phê nói chuyện rồi thấy không hợp rồi không thích nữa. Còn chị sao, tình trường mình có sao? Hai mối tình. Mới tình thứ nhất là năm 25 tuổi tới năm 30 tuổi. 5 năm? Đúng, chia tay. Sao chia tay 5 năm mà chia tay? Gia đình bên đàn trai không chấp nhận là cưới dâu ở tỉnh. Lúc đó là mình... Gì kỳ á, cái ở tỉnh thì mình cũng đi. Thì mình đi lên Sài Gòn mình làm dâu thôi chứ có gì đâu. Thứ hai nữa là cái trình độ mình lúc đó thật sự là thấp. Trình độ mình thấp, trình độ lúc đó là mới có học lớp 9 thôi. Và làm trong ngành may. Sau khi lo gia đình xong xuôi thì mới bước vô để học bổ túc để lấy cái bằng 12 mới chuyển qua cái điều dưỡng. Chia tay nhau 5 năm rồi thì sau đó cũng khoảng 7-8 năm cũng có quen một mối tình thứ hai thì khoảng 2 năm. Rồi sao cũng chia tay. Cái mối sau này ngon lành rồi mà chia tay nữa. Tài xế. Thứ hai nữa là hình như là ảnh không có quan tâm, mình cảm nhận là ảnh không quan tâm gì hết trơn. Càng ngày cái khoảng cách mà hình như là cũng biết ảnh là có những người ở ngoài, nhưng mà thật sự cái chuyện quan tâm đó mình cũng không quan tâm. Nếu như thương thì có thể là ăn bánh trả tiền là của một người đàn ông, mình không ngại cái chuyện đó. Tuy nhiên đừng để cho mình thấy là vẫn nắm tay hay nắm chân gì đó. Nói chung là anh này cũng hơi lăng nhăng. Đúng rồi. Rồi bây giờ lý do hôm nay ai đăng ký cho anh chị tới đây? Mình nói trước nha. Dạ chị nói trước đi. Thứ nhất mình cũng đăng ký, nhưng mà lúc đó là điện thoại đập đá thì chương trình đâu có biết gì để liên lạc với mình. Qua một tour cứ tới năm 2017 mấy đứa bạn gặp lại, ủa sao chị vẫn còn ế? Chị vẫn còn ế dài tập em ơi. Cái đầu nó đưa cái số điện thoại, nó đưa bạn, nó đưa cho tụi mình, nó đưa tất cả những thông tin gì của chương trình, mình mới đăng ký. Cái 2017 đăng ký xong cái email quên mất tiêu mật khẩu, không nhập vô được. Hay quá. Rồi xong là cái số ế đó. Đúng rồi, đi làm giấy chứng nhận độc thân rồi trên quận 9 người ta biết thấy mặt rồi hỏi rồi qua hết tour. Cái tháng 5 vừa rồi đăng ký lần nữa. Chị cũng kiên trì ghê ha. Ế dài tập mà. Dạ. Phải kiên trì chứ. Phải kiên trì chứ. Hôm nay mới ngồi đây. Đúng rồi. Còn anh? Biết chương trình qua YouTube á. Cũng mới biết mạng 2-3 năm nay thấy coi. Mà không biết cách đăng ký thế nào. Cái hứng đăng ký lên trong năm nay hay sao á. Thì coi cũng nhiều rồi, tập nào cũng coi. Thấy thích quá. Mà cứ ngại đăng ký. Thấy lớn tuổi quá, không biết ai chịu không. Thì bữa đó vui sao hứng đăng vô đại luôn coi như thế nào. Chứ được luôn. Thấy được luôn, mừng dễ sao mừng. Vừa nhận tin nhắn là mừng, báo nha, gia đình biết hết luôn. Tại gia đình ai cũng hối thúc lâu, nhiều năm nay rồi. Sao mấy cháu, mấy anh chị trong gia đình cứ kêu lấy vợ đi á. Cái đăng ký mừng. Rồi bây giờ anh muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai của mình là như thế nào? Người vợ tương lai biết chung thủy. Rồi. Biết lắng nghe chia sẻ, biết quan tâm chăm sóc cho nhau. Dạ. Không có nhiều chuyện, cách nói càng tốt, hiền lành. Chết rồi, bên đây nãy hình như tôi nghe nói khuyết điểm bên đây nói nhiều. Thích ngủ với nó nhiều đúng không? Nãy nghe nói nhiều phải không? Nói chung là đúng hệ thì nói hơi nhiều. Còn không đúng hệ cũng không có nói nhiều. Tại sống hơi nội tâm. Rồi, ngoại hình thì muốn sao? 1m55 đến 1m65, da trắng. Rồi. Tóc sao cũng được, không cần dài ngắn. Cũng có tóc là được rồi, đừng chọc đầu. Đúng rồi, ai đầu đắm kẻ chọc đầu. Đó còn chị sao? Chị mong muốn tìm một mẫu người lý tưởng là người nói như thế nào? Nói chung là người lý tưởng thì mình cũng không có gì. Nhưng mình chỉ sợ nhất là mình sợ cái mùi thuốc lá là mình sợ. Còn nhậu thì ít thôi. Cái đó là em yên tâm, anh là không có uống bia được luôn. Chỉ uống cà phê thì cà phê hay thuốc lá, ít nhiều phải có. Trời ơi, hình gì mà nó nhiều đông người mà mờ quá sao mà tìm ra. Đây kiếm đi chị, ảnh nó chậm quá chị. Có tuổi hết trơn, ai cũng đưa tấm hình to đùng ha. To vậy mà tôi kiếm còn không ra nữa nè. Rồi kiếm đi, một cô điều dưỡng ở trong chổng á. Tuổi bằng tuổi mình, đó, mình có thể xem đi. Mừng sinh nhật ai vậy anh?
Cái đó là anh qua Thái Lan đi hát karaoke với mấy bạn, không có thể sinh nhật anh đi. Đâu, nhòm thử coi cô nào cỡ, cô nào sinh năm 73. Nhiều người quá. Vàng này là thấy không có nam không rồi, giờ mình dọn vàng trên đi, mình kiếm cô nào sinh năm 73 đi. Bên đây coi, bên này ít hơn hay là nhiều hơn, ít người hơn. Sao lựa chọn cái anh đó, lý do? Cảm nhận vậy thôi. Anh đội cái nón, anh che cái mặt rồi em cũng không nhận ra nữa. Lát em mở cửa trái tim cho chị kiểm tra. Đâu, cô nào? Tôi nghĩ là cô này quá. Lý do sao chọn cô đó? Tại vì cái tuổi này nó rất là đứng tuổi. Tuổi này đã đứng chạng chạng với tuổi của tôi. Cô này phải không? Đúng rồi, đứng ngay cái khung này nè. Theo dự đoán, cái khung viện quốc tế là rồi, viện thẩm mỹ quốc tế Việt Hàn. Xin mời hai anh chị hãy nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem cái cảm nhận của mình đầu tiên hôm nay có đúng hay không nha. Giờ chị, anh nhìn hình anh tỏ chọn ra được chị không? Chứ hồi nãy anh chọn sai rồi đó. Đúng rồi, sai. Giờ cô nào? Mặc áo xanh đó anh. Áo xanh hình này nó tròn, em tròn lắm mà sao ở ngoài không có tròn như. Hình này em chụp lâu chưa? Dạ em chụp hình năm ngoái. Đúng rồi, năm ngoái làm sao mà nhìn được. Ác Tường hay rất là khác. Đúng rồi. Nãy khả hả? Khả năng này nhiều hơn. Cô nãy hả? Đúng rồi, áo xanh. Cái bên bảy đây nè. Cô này nè. Đơn chỉ cho. Rồi bây giờ đâu anh đó phải không? Em cũng biết phải không nữa. Anh đội nón đúng không vậy anh? Không. Anh mặc áo màu rêu á. Anh đây. Đúng rồi. Đó. Hai người đều sai trái hết rồi, tặng quà đi anh ơi. Anh có món quà nhỏ nhắn dễ thương. Món quà này cũng hơi bự. Cảm ơn anh. Em cũng đồng thời tặng luôn thêm cái bông hồng tượng trưng cho tình yêu. À, sao tặng không tặng bông hồng thiệt mà tặng bông hồng giả? Cái này để lâu được. Còn cái kia nó để nữa nó không. Anh em cảm ơn. Dạ. Quà gì vậy, vui ra thử coi cho nhiều chuyện chút coi nè. Em nghĩ là em nhìn chắc đúng sai ảnh rồi đó. Ồ vậy hả? Vậy là quần áo gì đây nè, vui ra. Đó chắc chắn là áo sơ mi rồi. Rồi. Đúng sai không vậy? Chắc nhỏ. Đúng sáng luôn, 43. 43 luôn hả? 43. Đâu anh mở ra anh choàng vô thử em coi em đâu có tin. Ủa sao chị biết? Nhìn áo bây giờ trời, Cát Tường thấy diễn viên nhiều sắm nhiều đồ mà Cát Tường không có đành cái này luôn. Trời, sắm đồ nữ thôi, sắm đồ nam chị trời. Nhưng mà không có ông xã. Không. Coi em có ông xã. Ơi, chương trình của Cát Tường mà. Không có cập nhật thông tin gì ở đâu ra vậy? Cát Tường là xin rồi. Ủa rồi mà chị, tự nhiên tại sao là chị lại chọn cái áo sai bự vậy? Em xin Cát Tường giờ tại 43 là mới mua mấy cái áo biết mà. Rồi giờ được ok rồi. Để ý hỏi là tại sao lựa cái áo bự vậy? Buồn trong mơ là có nghĩ cái người bự vậy đó hả? Thật sự cái áo sơ mi một người nam mà đứng tuổi, nhưng mà cả tuổi của mình thì không ai ốm. Cũng rành tâm lý quá rồi, được rồi, cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn để vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau nha. Đây là món chạo tôm bọc mía ha. Món ăn này là sự kết hợp của vị ngọt từ tự nhiên, từ tôm tươi và mía lau, cùng với các loại gia vị rất là tinh tế. Hai anh chị dùng thử rồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Tấn công dữ dội vô nha anh, mới lấy vợ được nha anh. Dạ em mời anh. Em mời. Em ở thành phố lâu chưa vậy? Dạ em lên thành phố là hồi năm 90, cuối năm 92. Lúc đầu em bước vô ngành may. Tới năm 2002 là gần cuối 2003 là em nghỉ trong ngành may. Em đi học bổ túc xong, trong lúc học bổ túc thì em cũng có phụ làm bán vỏ, bán này bán kia để mình nói chung là lấy tiền đắp đổi để mình học lên. Tới năm 2006 là em vô trở lại cái ngành điều dưỡng. Thời gian đó là em tự lập á? Nói chung là em tự lập cũng từ nhỏ, mà tự lập thì cũng giúp gia đình. Anh mời em đi nước uống để hai mình dùng. Cảm ơn. Em có hỏi anh gì không? Dạ em hỏi anh chút xíu thôi. Thì sao lý do anh tặng em con gấu nha? Thường anh ít có bạn gái, cho nên hồi xưa anh có quen một người đó, thấy bạn nữ, với lại anh tìm hiểu trên thông tin đó, thường nữ thì thích bông hồng với gấu bông. Yeah. Anh thấy đó là đặc trưng của phụ nữ thôi, còn những cái son phấn hay là những cái gì chút chút á là nó cũng nhiều, nhưng mà anh thấy đặc trưng là hai cái đó là ai cũng giống nhau hết, cho nên anh đi theo cái truyền thống xưa nay là tặng vậy. Yeah. Nên anh quyết định mua gấu bông với cái bông hồng. Nói chung là gấu bông thì em cũng thích, nhưng mà em thích cái bông hồng hơn.
Em thích màu hồng hơn. Coi như là hai cái nào cũng không có ngoài cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Ở trong sở thích của em là ok rồi đúng không? Dạ. Dạ anh cũng vui. Em dùng với em. Dạ em cảm ơn. Anh gì mà anh dùng mà. Em nếu mà quen vậy em tính chừng nào mới lập gia đình? Nói chung là sắm tới tuổi này cũng ở kho cũng bốn mấy năm rồi. Thì cái sự mà để tìm hiểu nhau, nếu thật sự em nghĩ như nếu như mà có sớm nhất chắc cũng phải 3 đến 6 tháng đó là sớm nhất. 3 đến 6 tháng đó là sớm nhất. Mà trước giờ cho anh hỏi tí lại, trước giờ em chưa lập gia đình lần nào luôn à? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật sự nó là đi quá giới hạn, em đã có đi quá giới hạn. Trời ơi, khai làm chi vậy, thiệt tình quá trời luôn. Người ta cứ cần khai có gia đình chưa thôi. Chưa. Thì đó, được rồi, ta hỏi tới đó thôi à. Anh thì sao? Anh đã vượt quá giới hạn chưa? Anh nói chưa, cái em chôn chung xuống bàn luôn. Anh nói chưa, cái em chung xuống bàn luôn. Có thì có rồi, không có để hậu quả đáng tiếc thôi. Trời ơi, vậy là có hậu quả nhưng mà chưa đáng tiếc. Thôi bây giờ nè, đừng tin ảnh, phải hỏi gia đình của ảnh. Hôm nay có anh trai chị dâu đi theo. Bây giờ em mời vô mình hỏi thăm vài thông tin coi ảnh ở nhà ảnh sao. Lý do gì mà đến tuổi này chưa có vợ mình phải hỏi chứ. Dạ em mời anh chị. Dạ mời vô đây luôn anh chị. Em chào anh chị. Dạ. Trời anh trai nhìn phong độ quá ha. Hai anh em cũng giống nhau dễ sợ. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Em chào chị. Chào em. Dạ anh chị. Hôm nay anh chị nãy giờ mình cũng chứng kiến cái buổi hẹn hò này. Thì không biết là anh chị thấy, có ý kiến của anh chị thấy như thế nào? Tác hợp được thì ok, thấy ok đó, được đó. Anh thấy ok? Dạ. Chị nè, gái mình phục đàn bà nè, mình sâu sắc hơn nè. Chị cho cái nhận xét đi chị, hôm nay chị thấy cặp đôi này sao? Thấy cũng được, tại vì chị này cũng hiền, cũng không có... Có tật xấu gì nữa? Có tật xấu gì không chị dâu? Dạ. Không, chỉ có mỗi cái là thuốc với cà phê thôi, còn hầu như là không biết nhậu. Dạ. Ví dụ như đây là em dâu tương lai đi. Dạ. Anh cho một cái nhận xét về cô ấy như thế nào? Anh thấy cô ấy như thế nào? Dạ, thì cũng chân thật. Dạ. Có một cái cá tính mạnh mẽ. Dạ. Rồi như là có bộc lộ ra hết, thể hiện hết, không có gì gọi là úp không bảo dấu giếm. Dạ. Cũng là dũng rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị. Dạ. Dạ. Em cứ tâm sự. Rồi tiếp tục tâm sự. Rồi bây giờ trên tay Cát Tường có mấy cái lá thăm ha. Mình sẽ bóc lên những cái yêu cầu trong này của chương trình dành cho mình. Rồi mình thực hiện những yêu cầu trong đó nha. Mời chị, em thích chị đó. Cái vụ thẳng thắn là em kết chị rồi đó. Mấy tấm kết rồi. Chị muốn bóc tấm nào, chị bóc một tấm một đầu thôi. Đầu tiên đi. Rồi, chị đọc lớn lên. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Không thuộc ca khúc nào. Bây giờ trước tiên mình cứ qua nắm tay trước đi. Nắm tay. Rồi không hát được thì đọc thơ được thì tâm sự, nói gì đó cũng được nha. Mời chị qua đây. Rồi, đứng lên luôn anh cho nó tình cảm quá, nó ga lăng xíu. Em nói tại anh nghe em hát không được, anh có hát cho em nghe được không? Chị đó. Em hát không được nhưng mà em muốn nhờ anh hát cho em được không? Đó, giờ người ta đứng nắm tay anh xuống luôn. Nếu mà em đề nghị, nếu mà không có sự phản đối của MC Cát Tường thì anh sẵn sàng hát tặng em một bài. Rồi đưa trả cái lá bài đây, giờ nắm tay nhau hát nha. Suốt bài hát nắm tay nhau nha. Rồi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Rồi được rồi anh, cảm ơn anh nhiều. Rồi để hỏi cái đã nè, nắm tay có cảm xúc gì không chị? Nói chung là tay anh rất là ấm. Rồi mời anh bóc một lá bài. Rồi đọc lớn lên coi gì anh. Bạn nữ hãy kể ra ba bí mật chưa từng kể với ai. Đó, hồi nãy ta hát cho mình rồi, bây giờ tới phiên mình. Em kể ba bí mật nào mà em chưa từng nói với ai hết á. Bí mật giờ em nói với anh với là... khán giả này. Có thể chưa từng nói với ai nhưng nói hết hết cả nước rồi đó. Thứ nhất là em không dám ghi nhật ký.
cũng hồi năm hồi 16, 17 tuổi từ ở quê mà lên phụ việc cho trên nhà cô, thì ghi nhật ký đã bị phát hiện. Ai phát hiện? Mấy con của cô phát hiện xong về điện nhắn viết thư la cho ba một chạch, ba la ngược trở lại. Thứ hai là khi mình gửi thư về cho gia đình thì bị ở nhà cô xé thư ra coi. Thứ ba, lúc trước hồi nhỏ, lúc hồi năm 16 tuổi á, là cũng bị phỏng hết nửa người á. Thật sự là bị phỏng hết nửa người, giờ cái sẹo vẫn còn đây. Và hứa với lòng thật sự, hiện tại là không bao giờ viết nhật ký nữa. Viết xong có thể là mình giải bài tâm sự ra đó, viết xong sẽ bỏ luôn. Có nghĩa là sợ người ta phát hiện ra những cái chuyện riêng tư của mình. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra bây giờ mình không viết nhật ký cũng được. Nhưng mà trong cuộc sống mình cũng nên có một vài cái người thân tình, để có cái chuyện gì mình tâm sự mình sẽ đỡ, mình vơi đi được, cảm thấy thoải mái hơn. Đúng, các tường đó đúng. Phải có một người bạn tri âm tri kỷ hay đó, hay là một người chồng tương lai chẳng hạn. Thời gian trên đây thì nó sẽ có hạn thôi. Bây giờ em cho anh chị một cơ hội nữa. Ngày hôm nay có duyên mình mới gặp nhau. Bây giờ anh chị hãy nhìn nhau 30 giây. Rồi mỗi người hãy dành cho đối phương một điều gì đó, một câu gì đó mà mình cảm thấy mình muốn nói với nhau ngay giờ phút này. Rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. Anh xin nói trước nha. Thì coi như là mình cũng đã lớn tuổi, đúng không? Dù gì đến đây là cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình. Thì theo anh nghĩ là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Nếu được thì mình tiến xa hơn. Chị có muốn nói gì với anh không? Em hỏi anh chút xíu thôi. Anh quan niệm trong tình yêu như thế nào ấy? Thì anh nói quan điểm tình yêu á, chung thủy, bác lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau. Rồi, em mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm này. Mời anh chị nhắm mắt lại nha, sau 3 tiếng đếm của dì Tường. Nếu anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút, còn không đồng ý thì mình lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời anh chị đứng lên qua đây ạ. Và bây giờ là hồi nãy giờ mình mới có tìm hiểu, mình làm bạn thôi. Bây giờ mình chính thức là trở thành một cặp đôi để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Mời anh chị dành tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Rồi, xin phép mà hôn em. Anh thấy anh trai dưới chuẩn bị cầm máy chụp hình lên rồi đó. Anh gì anh ôm anh che mặt của chị rồi ở dưới người ta chụp hình kìa. Em hãy quay mặt ra mới được. Không má, không má, không má đi. Thay má bên đây cũng được. Ghi hình đâu có được. Đó. Rồi em gặp. 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là đang làm thiết kế nội thất ạ. Đẹp chưa? Chào đó Quỳnh. Em làm ở đâu? Em làm ở Nghệ An ạ. Hồi trước là mình học học nghề hay làm sao Linh? Để mà mình làm cái này. Không, em mới đi xuất khẩu lao động về ạ. Là em đi ở bên nào? Em đi Nhật Bản ạ. Em ở bên đó mấy năm? Em ở được 4 năm. Rồi cho giờ đây là có số vốn rồi, em bên đó làm nghề gì? Em làm bên cơ khí ô tô ạ. Rồi về đây là được dư nhiêu, lợi nhiêu nè? Cũng được 600-700 rồi. Rồi về rồi làm gì với số tiền đó rồi? Em chưa làm gì, em đang lên kế hoạch để kinh doanh cái gì đấy. Em đang có kế hoạch để kinh doanh thôi, nhưng cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể. Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình đi Linh. Điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, thích đi du lịch, đặc biệt là đi phượt. Điểm yếu là đôi khi đối với người khác giới thôi, khi rất là hơi nhút nhát. Đừng, tình duyên của em thì có một mối tình thôi, cũng chia tay được 3 năm rồi. Em có tật xấu gì không? Em thì tật xấu của em thì đôi khi uống hơi nhiều bia thôi, nên em không hút thuốc, không cờ bạc gì cả. Chỉ mỗi cái khi uống rượu bia hơi nhiều thôi, thỉnh thoảng thôi, không phải là một tuần em uống một lần thôi. Rồi em ơi, em được bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay? Dạ, em được một mối tình thôi ạ. Do sao chia tay? Chắc là do khoảng cách địa lý hay do
chắc là do khoảng cách địa lý thôi. Bởi vì em ở bên nhà người ta ở nhà. Ủa là sao? Là lúc đó em ở đâu hay là sao? Cái đấy em đang ở bên nhà đó, người ta ở nhà. Nên người ta không chờ được. Ừ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào nè? Em thì cũng không, em thì đơn giản, miễn sao là đối với mình là chung tình và chia sẻ công việc cho nhau là được. Quê ở đâu thì em cũng không quan trọng, ở đâu cũng được. Rồi em yêu cầu gì bạn gái nữa không? Không, em cũng không yêu cầu gì nhiều. Ừ. Rồi được rồi, phần cát tinh của em là ok rồi đó. Nếu mà rồi, có cái nếu mà được chọn thì chồng liên hệ lại cho mình sau nha. Vâng, em cảm ơn chương trình, em chào chị ạ. Rồi, dạ. Okay. Vâng. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ, anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Vâng, em cảm ơn. Dạ, chương trình cảm ơn anh. Vâng. Chào rồi. Chào chào chú Quỳnh. Rồi chào bạn nha. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình chị ha. Dạ, em chào chị. Em là Minh Ngọc. Hiện là em đang sinh sống ở Hà Nội và làm việc ở Vĩnh Phúc. Năm nay em 26 tuổi. Rồi. Ngọc làm công việc gì em? Em làm chuyên viên phát triển nhân tài. Cụ thể là em sẽ làm việc tại phòng đào tạo của phòng nhân sự. Ừ. Em làm lâu chưa? Em làm ở đó lâu chưa? Em làm khá là lâu, từ lúc ra trường thì em đã làm ở đây rồi, chắc là phải hơn 3 năm rồi ạ. Ừ. Rồi bây giờ, ủa vậy là em ở Hà Nội nhưng mà em ra Vĩnh Phúc là em làm cách nhà bao nhiêu cây? Cách nhà 50 cây, tức là công ty thì sẽ có xe đưa đón hàng ngày. Ừ. Tức là em đi từ Hà Nội về Vĩnh Phúc và chiều tối tan làm thì sẽ trở về nhà. Ừ. Rồi ok, rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. Có bao nhiêu mối tình, tại sao chia tay giúp chị? Về điểm mạnh của em thì em nghĩ là em là một con người khá là dễ gần, khá là nhiệt tình và chân thành. Còn về điểm yếu thì em nghĩ là bản thân mình hơi tỉ mỉ một chút, nên có lẽ là sẽ khá là kỹ tính. Vì chị có nói về mối tình đúng không ạ? Thì từ lúc sinh viên đến giờ thì em trải qua hai mối tình, một mối tình từ thời sinh viên và một mối tình lúc thời mới bắt đầu đi làm. Em cứ chia sẻ đi em, rồi lý do tại sao mình chia tay, mình chia sẻ cụ thể ra những cái cuộc tình đó. Cuộc tình thời sinh viên của em nghĩa là lúc đấy em vẫn còn khá là trẻ và non, thì người hẹn hò với em thì là đàn anh khóa trên từ thời, tức là học chung trường cấp 2. Và khi mà em bắt đầu hẹn hò là sau một thời gian là anh ấy dạy kèm gia sư cho em, thì có nói chuyện qua lại đi trở về nhà. Và sau em đỗ đại học thì bắt đầu hẹn hò, thì cũng với thời gian hẹn hò thì cũng em nghĩ là cũng đi chơi xem giữ mối quan hệ. Nhưng mà em nghĩ là thời gian nó cũng khá là lâu rồi. Bản thân em cũng không nhớ là lý do chia tay, vì em nghĩ là thời đấy mình còn khá là trẻ. Lại không có để tâm nhiều với cái mối tình thời sinh viên đấy. Đến lúc mới đi làm thì cũng có hẹn hò với một bạn, thì bạn đấy là quen qua Tinder. Và về tính cách thì bọn em khá là hợp nhau. Bạn ấy hơn em một tuổi, cùng song ngư, mà bạn ấy rất là giàu tình cảm. Tuy nhiên thì có em không biết là như thế có nói xấu không, nhưng có lẽ là vì việc quản lý tài chính của bạn ấy không tốt lắm và bối cảnh gia đình của bạn ấy khá là phức tạp, khiến cho hai gia đình cứ thoải mái chia sẻ đó, không phải là nói xấu, mà mình kể cái tình hình mình cảm nhận về nó như thế nào thôi. Em cứ chia sẻ lại ha để chị coi.
có lẽ là về việc bạn ấy quản lý tài chính chưa tốt lắm và bối cảnh gia Có nghĩa đình là bạn ấy của quản lý nhà tiền của bạn ấy đúng không? Tiền bạn ấy xài hoang phí hay là sao? Hay bạn là ấy bạn ấy tiết kiệm đối với em hay là sao? bạn ấy xài không có tính toán với cái bạn ấy khiến cho bạn ấy luôn rơi vào cái tình cảnh là thiếu thốn tiền hàng tháng Rồi mượn và em thì sao? Có mượn và em không? dạ Có mượn em không? có vay mượn với em Mượn và nhiều nhất là bao nhiêu? em nhớ là đến lúc nhiều nhất tổng lại là phải đến 15 Trời ơi, cộng lại luôn đó hả? Là mượn rất nhiều lần luôn đó hả? triệu đúng rồi ạ, tức là nó cứ cộng dồn lại và sau đấy tại em cảm thấy bản thân mình cảm thấy không, chính bản thân em cũng cảm thấy không ổn với tình thế lâu dài như thế và em sẵn sàng chấp nhận là em mất cái số tiền đấy nên em muốn dừng cái mối quan hệ đấy. Nhưng mà bạn ấy mượn có nói khi nào trả không hay là chỉ bắt em đưa vậy thôi? Bạn ấy luôn nói là khi nào có lương trả nhưng mà cứ đến lúc mà bạn ấy nhận lương hàng tháng thì bạn ấy có rất là nhiều lý do những cái việc phát sinh để bạn ấy không trả nữa. Tại vì chị nói nghe nè Ngọc, tại kinh nghiệm của chị là chị cho bạn chị mượn kiểu đó tới 30 triệu rồi á, thì bạn chị trả cho chị được 35 triệu, ráng chờ xíu nữa coi chừng mình lời em. Em cũng không biết nói là lời không nhưng mà em không không cảm thấy việc happy với việc đấy nữa và cái chuyện này nó kéo dài 1 năm trời rồi mà nó Rồi chỉ lúc chia tay em thì ai nói lời chia tay? em nói lời chia tay trước Rồi em ok cảm thấy nó em. khiến Có vẻ em cũng nói chung cũng đã cố gắng hết sức rồi đúng không? Chị nghĩ là em cũng cố gắng hết sức rồi. Rồi 1 năm lận mà đúng không? dạ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào nè, em mô tả cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của bạn đó luôn. Em mong muốn là tìm người bạn trai có sống tại Hà Nội, nếu mà gia đình bố mẹ bạn ấy ở Hà Nội thì càng tốt, và mong muốn là có bạn trai gần nhà. Vì ngoại hình thì em có nguyện vọng mong muốn là bạn ấy sẽ tức là ưa nhìn sáng sủa là được, không cần phải quá là bling bling đẹp trai như idol, không cần đến mức đấy. Về chiều cao thì em lại mong muốn là bạn ấy cao từ 1m73 trở lên. Về công việc thì em nghĩ là em không có yêu cầu quá cao về về công việc nhưng bạn ấy sẽ làm ở một công ty đa quốc gia có lương hàng tháng và có thể chủ động về tài chính, tức là không phải phụ thuộc vào gia đình bố mẹ. Có thể là không làm cùng ngành với em mà được, là nhân sự. Thế chỉ loại trừ thôi. Rồi. Những cái tỉnh của miền Bắc chắc là được rồi ha em. Em thì mong là bạn ấy ở Hà Nội hơn. Bởi vì em mong muốn là có thể hẹn hò lâu dài để tiến đến hôn nhân. Em không, cái tuổi hiện tại của em thì em không muốn là hẹn hò yêu đương chỉ dừng lại để chơi chơi cho vui. Rồi, ok em. Nếu mà được chọn á thì chắc cũng em cũng vào Sài Gòn ghi hình được, đúng không? Rồi. Rồi hôm nay chỉ là phần casting vòng 1 thôi, nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại mình rồi trao đổi thêm những cái nội dung cần thiết nha em nha. Em cảm Rồi, ơn cảm chị. ơn em. À, chị thì vui chị Thuyền. Em nghe rõ không? Em nghe rõ chị ơi, Bùi Thị Thủy chị. Chị ở Quảng Trị, chị cùng bốn bạn ở chơi ở Quảng Trị luôn. Tức là ở Quảng Trị, làm việc ở Quảng Trị luôn. Rồi, chị Thủy sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1984, 12 Rồi, là chị sống tại Quảng Trị hả? tháng 7 1984. Chị nói quá đấy Dạ. nhỉ. Chị buôn bán là buôn bán cái gì chị? À, chị mở quay áo quần. Chị nếu mà chương trình ghi hình chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chị có vào tham gia được không? Được thì vào được nhưng mà điều kiện của chị này ở trên người đàn ông mình sẽ lớn hơn mình nhiều tuổi nha, cũng cần phải giàu có hiền nhưng biết lo ăn lo làm đừng có phá chị mà thôi, nếu như không nợ thì càng tốt. Nhiều tuổi lớn hơn mình, nhiều tuổi là lớn hơn bao nhiêu thì được chị ạ? À?
thì tâm 77 nó động lớn hơn chị tâm cỡ 10 tuổi đôi rồi, cho này dễ sống cho nghiền lớn rồi á, chứ lại tập về sáu mươi cùng phố 7x đúng không? Ừ. Mà hơn nữa em, nhưng mà cuộc gọi nó khoán đưa lên nắng á thì chương trình biết thôi chứ. Đã đúng rồi, cái này thì chỉ có chương trình biết, nhưng mà khi nào mà chị đi ghi hình thì cả nước sẽ biết. Có luôn hả? Ý là chị ghi hình chương trình á, chị phải lên hình lên tivi chứ. Ừ. Dạ, nên mình phải mình đi vào mình ghi hình và mình sẽ quay lại và mình lên tivi. Ừ. Đó yêu cầu của chị được thôi. Chị ngại hả? Ngại chứ. Cả đời. Cả đời có phim mà lên. Chị những người tham gia chương trình như chị cũng cả đời họ chưa lên bao giờ hết chứ chị, tất cả tham gia chương trình đều là lần đầu tiên họ lên truyền hình á. Dạ. Nói rồi ngài với con gái rồi lang xóm luôn rồi đó. Họ nhìn thấy ngài chứ đáng ngài ấy. Nhưng mà bây giờ chị có sẵn sàng chị tham gia không? Nếu chị thật sẵn sàng tham gia thì tụi em sẽ phỏng vấn chị tiếp. Còn nếu như chị vẫn cảm thấy ngại, chị cần thời gian suy nghĩ thì tụi em sẽ chờ chị. Tức là khi nào mà chị sẵn sàng thì chị báo lại với chương trình là chị sẵn sàng. Mình có quyền biết được người đàn ông của mình không hay bởi lên đó mình mới biết? Lên đó mới biết nha chị, mình không được biết trước nha. Cần thời gian suy nghĩ cho ngài đó. Dạ rồi, ok. Vậy nếu chị chưa sẵn sàng thì chị thoát cuộc gọi giúp em, xong rồi khi nào chị sẵn sàng chị báo lại với chương trình ha. Ok. Rồi, cảm ơn chị nhiều ha. Tên công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ, em tên Lê Thị Phượng Tường á chị. Hiện tại em đang là giáo viên mầm non á chị. Làm ở đâu ạ? Dạ, giáo viên mầm non ở Cần Thơ ạ. Ừ. Mình sinh năm bao nhiêu á Tường? Dạ, em sinh năm 92 chị. Rồi, là mình quê mình ở Cần Thơ luôn đúng không? Dạ không, quê em ở Vĩnh Long á chị. Ừ. Rồi em làm là em đi về hay là em ở lại Cần Thơ đó? Dạ em đi về. Ừ. Rồi bây giờ em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Đường tình duyên của em hả? Nó cũng trải qua hai mối tình nhưng mà nó không tới đâu hết chị. Nó không có suôn sẻ. Ừ. Thì bây giờ mình mổ xẻ ra từng cái mối tình coi mối đầu tiên làm sao, nó bị gì mà nó dừng lại. Dạ, mối tình đầu tiên là giống như là quen cũng được 10 năm á, nhưng mà kết quả là người ấy đi lấy bản thân em. Ừ. Trời ơi, quen 10 năm mà sao không cưới? Dạ tại vì gia đình anh đó nói là gia đình của em không có môn đăng hộ đối với họ. Tại vì hồi đó em chỉ là làm công nhân thôi chị. Ừ. Là em lúc rồi sau đó em mới học hả? Sau đó em mới học giáo viên mầm non hay sao? Dạ đúng rồi, em mới đi học bổ túc với chị, học cao đẳng bổ túc. Dạ, còn anh nói ảnh là bên gia đình ảnh thì ảnh làm gì? Dạ gia đình của ảnh là tài xế, rồi có mở một cái cửa hàng xe dịch vụ á chị. Trời, vậy mà nói em không mong đăng hả? Tôi tưởng tại vì hồi đó nhà em nghèo quá chị, không có đất. Rồi đi làm mướn, làm thuê á. Trời, nghe em nói thôi chết chị, rồi chị cũng không gì ngon lành, đất cát, nhà cửa không có gì trơn. Rồi khó lấy chồng tại vì, không? Chị nghĩ đi, hồi xưa mà dưới quê mà ít dù gì một nhà cũng phải có hai ba công ruộng, còn nhà em không có công ruộng nào chứ. Rồi bây giờ có chưa? À, bây giờ thì cũng đỡ được một tí, cũng được vài công giường đó chị. Năm 70 công chưa? Không tới đó đâu chị. Trời ơi, quá giỏi rồi, nhờ ảnh giờ cố gắng. Nhưng mà sao em quen lâu dữ vậy? Thấy không ổn hả? Dạ, tại vì hồi đó là quen từ lúc mà ảnh còn đi học á chị. Ừ, dạ, là người đi là học, đi học rồi, xong rồi đó là ảnh đi làm xong rồi em cũng đi làm mướn, rồi đi làm công ty á. Rồi xong rồi ảnh nghỉ làm công ty, ảnh lãnh tiền bảo hiểm, xong cái lấy tiền bảo hiểm đi học thêm bằng lái. Rồi xong rồi với lại gia đình ảnh cũng có điều kiện á, cho nên là cũng mua xe, rồi chạy xe dịch vụ, xe tải, rồi này kia. Ừ. Rồi mối thứ hai thì sao em? À, mối thứ hai thì hiện tại á là gia đình của anh đó thì làm cũng bên cơ quan nhà nước á, nhưng mà lúc đó là em mới đang học bổ túc á, cho nên nó là gia đình anh đó nói là nếu mà khi mà cưới á là sẽ giống như là điều tra ba đời á chị. Ừ.
tại vì phải làm bên nhà nước là phải nhờ bên gia đình vợ một phần với gia đình của anh một phần thì chức vụ mới lên được á. Còn này em thì chưa có, em chỉ là công nhân thôi, với lại gia đình của em cũng không có rồi, làm gì, không có nhà nên, cho nên là cũng không xong đó, đúng không? Cũng không xong luôn. Dạ. Cái mối đó chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay lâu rồi chị. Giờ em đang ở không? Bây giờ em nằm xuống cho cô luôn. À chết rồi, đang dậy đúng không? Ok. Dạ hiện tại em đang cho bé ngủ quá chị. Chết rồi, nói chuyện có lớn quá không? Mấy bé ngủ được không? Dạ không, em mở nhỏ rồi chị. Ừ. Rèn luyện đi cho mấy bé. Rồi ok em, vậy mình nói nhanh chút. Rồi ok, vậy bây giờ thì em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em chia sẻ một chút về bản thân. Em có một cái ưu điểm cũng là cái nhược điểm của em luôn, là nói nhiều. Trời, nói dạ, nhiều lắm. Nói nhiều. Chà, là thường là chuyện gì mà em nói nhiều? Dạ, kiểu như là hay kiểu như hay nói nhiều vấn đề đó. Đại loại là nói người ta không thích. Càm ràm. Dạ, em nói kiểu càm ràm hả? Dạ. Cái lỗi của người ta là em cứ nói đi nói lại á hay là dạ sao? Dạ không chị, kiểu giống như là ví dụ như là nhắc nhở ăn ăn nhiều vô rồi nhớ uống thuốc rồi lại đi đâu đó, ví dụ làm gì đó thì nhớ nhắc nhở hoài vậy đó. Trời ơi. Vậy đó hả? Rồi mấy bé trong đó là em cũng nhắc vậy luôn, chắc quen chứ gì, quen trong đó hay nhắc dạ, này. Kiểu như là đi đi làm ấy cũng quen rồi. Cho nên học theo. Rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Khó tính hay là gì nữa không? Hay là sạch sẽ là gì khác không? Tật xấu của em thì em hơi kén ăn. Ừ, đâu em ăn sao? Em ăn kiểu thế nào? Như là em chỉ thích ăn rau với cá thôi. Nhưng mà cá nào mà giống như là cá không có cá trơn em không ăn. Trời, sao mà dưới quê mình cũng cá đồ dữ dằn lắm mà em có ăn cá vậy? Trơn không chịu nữa. Thà, nếu mà không ăn con không thì em có thể ăn gheo không cũng được, ăn gheo cả tuần hoặc là cả tháng cũng được, còn không ăn cá cũng được, còn thịt thì em rất là ít ăn. Tại sao vậy? Thịt thịt bò, thịt đồ cũng không ăn? Em cũng biết đó, em ăn là cũng có ăn nhưng mà em ăn không có nhiều, em ăn chừng miếng hai miếng là chứ không ăn, em rất ít ăn. Là em từ nhỏ vậy luôn hay là chỉ sau này? Dạ, chắc em cũng không biết nữa, tại vì cũng lâu rồi, em ăn trai rồi, từ lúc mà em đi dạ, hay là từ khi chia ra tay bạn trai rồi ăn chay rồi nó quen luôn. Dạ không, tại vì từ đó tới giờ chị kiểu như là chắc tại gia đình hồi đó cũng không có thịt cá nhiều nên là cũng kén ăn từ đó. Nói theo kiểu con nhà nghèo nên quen rau rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi cái lý do mà em không tìm được bạn trai là gì? Chị thấy là cũng xinh xắn, dễ thương, cũng đi làm rồi không ai mai mối đâu này kia ha em. Tại vì ở dưới quê em á, nó thật ra là giờ á, tầm khoảng 20 mấy là người ta đã có gia đình hết rồi, chứ không có đợi tới như giờ. Còn em thì giờ 30 mấy rồi, cho nên là nó hơi khó, với lại cái môi trường của em làm á, chỉ tiếp xúc với bé thôi. Phụ huynh còn phụ huynh thì cũng đã là bậc cha mẹ rồi chứ không thể nào mà ấy được. Nhưng mà nếu khó... nếu mà em có chịu cái người đã ly hôn không? Ly hôn mà nếu mà không có con thì được chị, còn nếu mà có con thì em sợ lắm. Cái này em nói chung là bé thì em chăm bé, nói chung là cũng thích bé, nhưng mà nếu mà người mà bạn đời của em mà đã có con rồi thì em không chịu. Tại vì sợ về sau nó là con ông con bà, tại vì dù mình có thương con người ta đi chăng nữa thì người lớn và kể cả sớm gì người ta cũng sẽ không nghĩ là mình sẽ thương con của họ. Trời ơi khổ quá em, mình lo cho thân mình đi, anh chồng tốt rồi con sau này nó cũng đi. Tại vì thật cho nên là không, nếu mà đã ly hôn rồi thì không có con thì càng tốt. Nghĩa là vợ nuôi con thì cũng được đúng không? Dạ. Vợ anh đó nuôi con thì vẫn được đúng không? Chắc em sẽ không đồng ý có con đâu chị. Trời ơi, vậy là kêu em về làm đó. Dâu được không? Nếu như bây giờ mà ly hôn chưa có con mà kêu về làm dâu được không? Dạ, để chăm sóc ba mẹ người ta được không? Hơn. Dạ. Nhưng mà em về làm dâu em chăm sóc ba mẹ người ta được không? Dạ được. Được. Tại vì em cũng đang chăm ba mẹ. Ok. Đi ra nằm xuống rồi, thôi được rồi. Ok.
Thì anh để hỏi cho em. bạn thôi, để cho bạn cho các bé nó ngủ chứ, nó nghe cô nó nói chuyện tí thỉnh thoảng nó ngóc đầu dậy. Rồi ok, được rồi, cảm ơn em nha. Nếu được dạ, chọn cảm ơn chương trình dạ, thì dạ, cảm ơn chương cảm trình ơn ạ. em. Rồi. Dạ.